Xin chào và cảm ơn quý vị đã lựa chọn Trên Ghế. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 10 phút thứ 3 năm 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Tôi là Đăng Việt và sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình. Trên Ghế hôm nay có gì? VinFast hợp tác SGF hỗ trợ khách hàng thu cũ xe xăng, đổi mới ô tô điện. Nissan Almera 2024 chính thức ra mắt. Trong phần Trên Ghế nóng, hãy cùng gặp gỡ anh Lê Thượng Tiến để thảo luận về chủ đề cơ hội và thách thức của Volvo EC40 tại Việt Nam. Và đừng quên mini game ở cuối chương trình. Sau đây là những tin tức chúng tôi vừa cập nhật. VinFast hợp tác SGF hỗ trợ khách hàng thu cũ xe xăng, đổi mới ô tô điện. VinFast công bố hợp tác với SGF triển khai chương trình thu cũ đổi mới đặc biệt kể từ ngày 1 tháng 11 2024 nhằm hỗ trợ các chủ sở hữu ô tô xăng trên toàn quốc chuyển đổi xanh sang các dòng ô tô điện VinFast VF7, VF8 và VF9. Cụ thể, khách hàng sở hữu các loại xe xăng VinFast Lux A2.0, Lux SA2.0, Fadil và Resident. Nếu khách bán cho SGF để chuyển sang ô tô điện VinFast sẽ được ưu đãi thêm 30 triệu đồng cho VF7 và VF9 thuê pin, 50 triệu đồng cho VF8 thuê pin, 70 triệu đồng cho VF9 mua pin, 80 triệu đồng cho VF7 mua pin và 120 triệu đồng cho VF8 mua pin. Với các loại xe động cơ đốt trong khác, khi bán cho SGF để chuyển sang ô tô điện VinFast, khách hàng sẽ được ưu đãi thêm 15 triệu đồng cho VF7 và VF9 thuê pin, 25 triệu đồng cho VF8 thuê pin, 40 triệu đồng cho VF9 mua pin, 50 triệu đồng cho VF7 mua pin và 80 triệu đồng cho VF8 mua pin. Ở một diễn biến khác, Nissan Almera 2024 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam. Xe được phân phối 3 phiên bản, bao gồm Almera L giá 489 triệu đồng, Almera V giá 529 triệu đồng và Almera VL giá 569 triệu đồng. Về vận hành, Nissan Almera 2024 tại Việt Nam sử dụng động cơ xăng 1.0 lít tăng áp cho công suất 97 mã lực và mô men xoắn 152 Nm, hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước. Ở lần nâng cấp này, Nissan Almera được bổ sung nhiều tính năng an toàn. Trong đó, đáng chú ý nhất là gói hỗ trợ lái tiên tiến ADAS với các tính năng cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo va chạm trước, cảnh báo lệch làn và đèn chiếu xa thông minh. Mẫu xe này còn có camera 360 độ và cảm biến áp suất lốp. Chào đón quý vị trở lại với Trên Ghế, chuyên mục Trên Ghế Nóng. Kính thưa quý vị, thị trường ô tô điện Việt Nam vừa bổ sung một cái tên hoàn toàn mới, đó là Volvo EC40. Cơ hội và thách thức của mẫu xe này như thế nào? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng mời lại đây chuyên gia Lê Thượng Tiến. Xin chào mọi người, mình là Lê Thượng Tiến. Vâng, đầu tiên thì rất là cảm ơn anh Tiến đã bớt chút thời gian trở lại với chương trình Trên Ghế. Volvo EC40 thì cũng đã ra mắt thị trường Việt Nam rồi. Trước hết thì chắc là tôi phải giới thiệu một chút, đấy là vì sao tôi mời anh đã. Anh là một người có rất là nhiều trải nghiệm với các dòng xe khác nhau, đặc biệt xe điện cũng vậy, anh đã trải nghiệm rất nhiều xe điện rồi. Và xe sang cũng vậy, anh cũng sở hữu nhiều xe sang nữa. Và với tư cách là một reviewer tiếp xúc với ngành xe cũng rất là lâu rồi. Vậy thì anh thích nhất những điểm gì trên mẫu xe Volvo EC40 này? Thì thật may mắn đó là tôi có quen một vài người bạn đi chiếc XC40. Một cái chiếc xe ở cùng phân khúc với EC40, tuy nhiên là xe xăng.
Thì cái điểm quan trọng nhất mà người ta chọn một chiếc xe Volvo là gì? Đó là luôn nằm ở chữ an toàn. An toàn vẫn là yếu tố đầu tiên khi người ta nhắc đến Volvo. Và EC cũng vậy, cũng là một chiếc xe mà theo mình nghĩ là nó cũng là một chiếc xe an toàn như những chiếc xe khác của Volvo. Điều thứ hai khiến cho mình thích về chiếc xe này đó là đây là một chiếc xe sang, nhỏ gọn. Nhỏ gọn và nó phù hợp với một số người trong xã hội này chỉ thích một chiếc xe nhỏ gọn. Và số người đó rất đông. Và thật may mắn đó là mình biết được là trước khi chiếc EC40 này bán tại Việt Nam thì đã có rất là nhiều người bạn của mình đặt câu hỏi với mình là Tiến ơi, chiếc này sẽ bán với giá bao nhiêu? Và mình nghĩ là chiếc xe này kỳ vọng doanh số thì chắc không nhiều đâu. Tuy nhiên là nhiều người thích là tức là những người trước giờ thích Volvo thì họ sẽ có thêm một sự lựa chọn nữa. Và thực ra là Volvo tại Việt Nam, tôi nghĩ riêng về mảng xe điện anh nhé, thì nhiều người đã nói với tôi rằng là Volvo có một cái cách tiếp cận nó rất là khác so với các hãng xe sang khác ở mảng xe điện. Có thể thấy là Mercedes-Benz Việt Nam hay là Porsche, họ thường mang tới những mẫu xe kiểu flagship rất đắt tiền để tiếp cận với mảng xe điện. Volvo thì khác, họ bắt đầu với xe điện ở một mẫu xe mà người ta hay gọi là entry level ấy, tức là gần như là mẫu xe đầu tiên ấy. Thì anh thấy cái chiến lược này của Volvo thế nào? Lúc đầu thì tôi nghĩ là xe điện mà xe sang mà lại không có trạm sạc nữa thì chắc sẽ khó bán. Mà tôi nghĩ kỹ hơn một tí xíu thì hình như cái lứa đối tượng mà sử dụng cái phân khúc xe nhỏ thế này họ cũng không dùng xe này đi xa. Ví dụ như cái người mà có thể bỏ ra số tiền 1 tỷ mấy để mua một chiếc xe điện như EC40 thì người ta đi xa, người ta đi bằng máy bay. Cũng giống như tôi này, tôi thì không phải là giàu có gì. Tuy nhiên là tôi sẽ dùng một chiếc xe hơi cho cái quãng đường di chuyển tầm khoảng 300 cây số đổ lại. Thì cái quãng đường 300 cây số đổ lại thì chiếc xe EC40 này hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đó. Và không ai đi 300 cây số để tới đó và quay về liền mà người ta sẽ phải ngủ lại. Thì rõ ràng là chiếc xe này hoàn toàn có thể sử dụng theo cái hướng như vậy. Và mình nghĩ là giá rẻ hơn thì sẽ có nhiều người có thể tiếp cận hơn. Và biết đâu được mày có đã thất bại với AWS nhưng Volvo hoàn toàn có thể chiến thắng ở phân khúc này. Và tiện nói về cái cơ hội đó thì cụ thể hơn theo anh, cơ hội của EC40 như thế nào khi mà Volvo Việt Nam đã công bố giá và với ngần đấy option của chiếc xe mini có thể nói là cỡ nhỏ như thế này? Thực ra thì nếu như mà Volvo Việt Nam truyền thông tốt hơn về câu chuyện xe điện, tức là đây là lần đầu tiên Volvo mang một chiếc xe thuần điện về bán tại Việt Nam, thì sẽ cần một cái khoảng thời gian, nói theo tiếng Anh là educate, nói theo tiếng Việt có nghĩa là chúng ta phải cần phải hướng dẫn khách hàng cách sử dụng một chiếc xe điện tại Việt Nam như thế nào để cho thoải mái. Và nếu như hãng xe nào có thể educate được điều đó với khách hàng thì hãng xe đó sẽ giành chiến thắng với xe điện tại Việt Nam. Cụ thể educate theo anh nên làm như thế nào bây giờ? Tôi là người sử dụng rất là nhiều xe điện mà không có trạm sạc. Tôi là người sử dụng rất là nhiều và tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với những cái xe đó cả. Tại vì nếu như điều kiện hoàn cảnh của chúng ta không thể sử dụng một chiếc xe điện không có chạm sạc thì chúng ta sẽ không mua. Còn cái người mà có thể mua một chiếc xe điện không có chạm sạc thì họ đã có những điều kiện cần và đủ để sử dụng nó rồi. Trước tiên đó là tôi sạc tại nhà, tôi không cần chạm sạc. Và tôi đi xa, tôi đi máy bay. Tôi đi gần hơn thì cái xe điện đó hoàn toàn có thể đáp ứng cái quãng đường di chuyển. Giống như con EC40 này, quãng đường di chuyển của nó khá là tốt nếu mà so với những chiếc xe khác. Và thậm chí là có những chiếc xe mà mọi người cứ nghĩ là có thể đi xa được nhưng mà khi sử dụng mà phải đi sạc thường xuyên á thì họ cũng cảm thấy khó chịu. Tức là càng hạn chế cái lần sạc bằng cách là cái quãng đường di chuyển của một chiếc xe nó càng dài càng tốt. Trong đời sống xe của tôi á thì tôi sử dụng xe điện như thế này, đó là tối về cắm sạc. Và tôi không quan tâm là nó có sạc nhanh hay không luôn. Tại vì một ngày tôi đi không thể nào hết được cái dung lượng pin của một chiếc xe cả. Và cứ tối về cắm thì nó sáng mai nó lại đầy. Và qua ngày hôm sau tôi lại lấy đi. Cũng giống như mình sử dụng một chiếc điện thoại đâu không anh? Đúng rồi, tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với một chiếc xe điện không có chạm sạc cả. Và đặc biệt, cách đây vài năm mỗi khi tôi đi chơi mà dùng xe điện á, thì tối khi mà tới nơi tôi bắt buộc phải để cái xe đó tại khách sạn và sạc cái khách sạn rồi tôi đi taxi để đi ăn tối. Nhưng mà bây giờ thì với một số nhà cung cấp trạm sạc của bên thứ ba đã bắt đầu phủ sóng rồi, và đặc biệt là họ phủ sóng rất là thông minh. Khi phủ sóng ở những cái nơi mà người ta đi chơi, resort khách sạn vừa rồi tôi có đi Hồ Tràm và tôi có sạc xe tại Hồ Tràm
và tôi cảm thấy là oh wow, lần này mình đi xe điện hạnh phúc quá. Yeah, thực sự là đúng là không gì hạnh phúc hơn đấy là những người cũng có điều kiện kinh tế đúng không anh, mua một chiếc xe điện hạng sang này có thể khẳng định được vị trí của mình đúng không, và chúng ta đi chơi ví dụ từ thành phố Hồ Chí Minh chúng ta lên Hồ Tràm, chúng ta vứt xe đấy, cắm sạc ở đấy, chúng ta nghỉ ngơi chơi bời đấy rồi chúng ta có thể quay lại vẫn rất là đủ được cái phạm vi di chuyển của chiếc xe đúng không anh? Đúng rồi. Cho nên cái điều quan trọng nhất khi mà mình nói về điều này đó là Volvo làm sao mà educate được khách hàng, đó là sử dụng một chiếc xe điện không có chạm sạc là một điều hết sức bình thường. Cái người mà không thể sử dụng được thì đừng mua, và cái người có thể sử dụng được khi mà mua nó về thì cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ok, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với chiếc xe một chút. Đấy là ngoài cái tầm vận hành đặc trưng của xe điện đi, và ngoài cái yếu tố là an toàn mà Volvo đã quá mạnh rồi, vậy thì trên mẫu xe EC40 này có một cái option hay một cái trang bị nào đấy khiến cho anh cảm thấy sao xuyến không? Đó là cái tính năng mở máy lạnh từ xa. Thực ra thì chúng ta sẽ luôn cần cái tính năng đó khi sử dụng ở điều kiện vận hành Việt Nam, và với xe sang ở Việt Nam hiện tại là không có. Là không có, một điều rất bất ngờ đúng không? Chúng ta đã quen với những tính năng này trên Ford, trên những cái xe của phân khúc bình dân. Tuy nhiên xe sang là không có. Đó là điều khá bất ngờ. Và đây là một cái sự lựa chọn mà mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc, bởi vì trước khi lên xe các bạn sẽ có một chiếc xe mát lạnh, và mình cảm thấy đó là một cái tính năng rất cần ở thị trường Việt Nam. Tôi muốn hỏi thêm anh Tiến thêm một câu, đấy là với mẫu EC40 này thì bản thân Volvo họ cũng có một cái gửi gắm nó cũng khá là nhân văn và hướng tới sự bền vững phát triển lâu dài về sau này, đấy là họ làm mâm với họ làm la răng với những cái bản nó to hơn, và mục đích của họ đấy là khi mà ít chi tiết thì nhà máy họ sẽ đỡ tốn công hơn và từ đó sẽ phát thải ra ít hơn. Thêm một chi tiết nữa đấy là da họ sẽ không làm da thật nữa mà họ sẽ làm gần như một chất liệu giả da, và họ sẽ kiểu tái sinh được và nó có sẽ có yếu tố bảo vệ môi trường hơn. Nhưng song song với cái đó thì cũng sẽ có những ý kiến nó hơi trái chiều một chút, đấy là không phải da thật thì có vẻ như nó không sang nữa. Theo ý kiến của anh thì nó sẽ như nào? Ví dụ như chúng ta thường thấy trên những chiếc supercar, những chiếc siêu xe thì họ sử dụng Alcantara, nó là phải da thật. Thì những ý kiến mà nói là không phải da thật thì không sang thì đối với mình nó vô lý lắm. Alcantara là một cái vật liệu tổng hợp và mọi người cứ tưởng nó là da, nhưng mà không, nó không phải là da. Vậy thì cái việc sang hay không nó không phải phụ thuộc vào việc nó là da thật hay là da giả, nhưng mà cái da đó nó như thế nào. Là nó sẽ giống như sờ vào da của tay mình hay tay của Việt, hay là sờ vào da của tay một người phụ nữ. Đó, mình hay dùng cách miêu tả như vậy, tức là đôi khi có những cái xe chúng ta sờ vào da bề mặt nó như da đàn ông vậy đó. Nhưng mà có những cái xe cho dù là da giả nhưng mà sờ vào mịn như da em bé thì cái da nó ngon hơn chứ. Và bây giờ sẽ là một câu hỏi cuối dành cho anh Tiến về mẫu xe này, đây là như chúng ta đã nói là an toàn thì an toàn rồi đúng không, và nó sẽ có những tệp khách hàng của riêng nó rồi, nhưng bây giờ liệu rằng EC40 có gặp phải thách thức nào thời gian tới hay không? Phân khúc xe này thì sẽ có nhiều người có đủ khả năng để tiếp cận, nhưng quan trọng lại nhắc lại một lần nữa đó là nếu Volvo biết cách truyền thông cho người dùng biết rằng sử dụng chiếc xe điện không có chạm sạc là một điều bình thường, thì Volvo sẽ thắng ở cái bài toán này. Và chúng ta sẽ cùng hy vọng là qua số này thì Volvo Việt Nam cũng sẽ nghe được tâm sự của chúng ta, là nghe được những cái lời chia sẻ đấy để họ có thể đưa ra được những cái bài toán truyền thông hay là có những cái chiến lược hợp lý để có thể như anh nói đây là educate được thị trường đúng không, và từ đó thì cái phân khúc xe điện hạng sang nó có thể rộng mở hơn tại Việt Nam. Xung quanh khu nhà tôi thì tôi gặp rất là nhiều người sử dụng những xe điện không có chạm sạc, và họ cảm thấy bình thường, tại vì chắc chắn là họ đã có một chiếc xe xăng khác để sử dụng hàng ngày. Vâng, ok. Cảm ơn anh Tiến rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những chia sẻ hết sức ngắn gọn của chuyên gia Lê Thượng Tiến về mẫu xe Volvo EC40, một mẫu xe điện hoàn toàn mới vừa xuất hiện tại Việt Nam. Ý kiến của các bạn thế nào? Xin hãy để lại bình luận tại các nền tảng số của chương trình Trên Ghế. Đừng quên chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng thường kỳ vào lúc 18:10 thứ 3, 5, 7 và phát lại cùng khung giờ vào thứ 2, thứ 4 hàng tuần trên HTV9. Sau đây một phút cuối sẽ dành cho mini game. Và sau đây, Đăng Việt và Lê Thượng Tiến xin được phép xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Mini game của tuần này, thử thách trên ghế. Người chơi quét mã QR để nhập vai người lái xe, di chuyển trên đường thu thập những vật phẩm và tránh chướng ngại vật trên hai làn đường. Người chơi dùng phím cách hoặc click chuột trên bàn phím máy tính hoặc click vào màn hình điện thoại để chuyển làn và né chướng ngại vật, thu thập vật phẩm. Để nhận thêm lượt chơi game, các bạn có thể làm theo những cách sau. Cách 1. Check kết quả lên trang Facebook cá nhân để nhận thêm lượt chơi, tối đa một lần một ngày. Cách 2. Đón xem show trên ghế và scan mã QR hiển thị ngẫu nhiên ở góc màn hình để được tặng thêm 3 lượt chơi.
giải thưởng dành cho 3 người chơi có điểm số cao nhất hàng tuần và hàng tháng, công bố trên fanpage AutoPro. Chúc các bạn may mắn, cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng trên ghế.